Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục bản tin hôm nay của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ cập nhật được cho mình những thông tin hữu ích nhất. Đừng quên nhấn like, để ủng hộ cho chúng tôi và nhấn đăng ký kênh để không bỏ sót bất kỳ thông tin nào trong ngày quý vị nha. Sau đây là những nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tập chính sao nhằm ngủ năm 2020, Dương Hoàng Yến, Diễu Nhi nhắc bài nhưng vì một phút bồng bột, Khánh Vân suýt hy sinh hai lần huấn luyện kỹ thuật khó và nguy hiểm mũi trưởng việt long không khoan dung với bất cứ chiến sĩ nào phạm sai lầm anh thẳng thắn chỉ ra việc khánh vân có thể hy sinh hai lần nếu trên tay không phải là quả pháo giả tập chính sau nhập ngũ năm 2020 lên sóng vừa qua cũng đã đặt dấu chấm cho ngày thứ hai sinh hoạt học tập trong quân đội của 6 mỹ nhân Vbiz. Kết quả huấn luyện có sự xáo trộn lớn khi kỳ duyên từ xếp hạng chót đã lao vụt lên hạng nhất với tổng điểm khá cao và đồng hạng với Diệu Nhi, cô nàng cũng có thứ hạng khá thấp trong ngày đầu tiên. Như Hậu Hoàng đã nói, hết ngày thứ hai, ai nấy đều đã thật sự hòa nhập với cuộc sống quân ngũ và là bạn bè tâm giao với những chiến sĩ cũ. Không còn khoảng cách xa lạ nữa, Mặt khác, các cô gái đã quen dần với việc huấn luyện nên các bài học cũng được tăng độ nặng hơn. Trong tập 9, 6 cô gái tiếp tục học kỹ thuật khắc phục vật cản và tiếp đó là kỹ thuật dùng pháo tay đánh vào lỗ bắn thông thường. Đây là nội dung đặc biệt khó và nguy hiểm, yêu cầu các chiến sĩ không những tập trung nghe giảng từng chi tiết mà còn phải hành động nhanh nhạy, động tác chính xác, xử lý tình huống khéo léo nếu có sự cố nào xảy ra. Khi thấy mũi trưởng Việt Long thực hành kỹ thuật ném pháo tay, sáu chiến sĩ mới đều quan mang vô cùng trong quá trình tập luyện trong túi của mỗi người được chuẩn bị sẵn pháo tay giả tuy nhiên điều đó không khiến các nữ chiến binh bớt căng thẳng điển hình như khánh vân dù nổi tiếng thông minh gan dạ song cô nàng vẫn mắc nhiều lỗi khi tập luyện tiếp tục ném pháo vào trong lỗ bắn khánh vân chỉ mới ném pháo và sau đó lúng túng chưa nhớ ra nên tiếp tục thế nào diệu nhi mau lẹ nhắc khánh vân phải di chuyển ngay ra vị trí khác Thật ra Khánh Vân vẫn nhớ lý thuyết đấy, nhưng bước vào thực hành mà còn lạ lần đầu nữa. Thế nào mà chẳng sai này quên nọ, Âu cũng là điều bình thường. Cô nàng miếu mỏi giải thích với mỗi trưởng khi bị tra bài, do một phút bồng bột nên quên ạ. À. Nhưng không khiến chàng chỉ huy mũi lòng, mũi trưởng nghiêm khắc phê bình. Một phút bồng bột, nhưng nếu là pháo thật thì đồng chí đã trả giá rất đắt. Phần tập luyện với pháo tay giả đã xong, chuyển sang pháo thật. Các chiến sĩ mới càng thêm áp lực tâm lý nặng nề. Khánh Vân ngồi hồi tưởng lại trong hậu trường vẫn còn chút thẫn thờ. Tay chân muốn rụng rời ra ngoài luôn, ném một cái là mình đứng dậy theo thói quen, theo những gì mình còn nhớ trong đầu thôi, sợ lắm. Tương tự như Khánh Vân, Hậu Hoàng, Dương Hoàng Yến, Diệu Nhi, Kỳ Duyên đều đi từ lo lắng, quan mang phút đầu cho đến vượt qua sự sợ hãi trong lòng để hoàn thành bài học khó một cách tốt nhất. Sau nhập ngủ, Hậu Hoàng ghen tuông khi thấy mụi trưởng lòng tình cảm với Kỳ Duyên, đòi xây thuyền mới, Màn nhá hàng của ekip chương trình sao nhầm ngủ trong tập chính chuẩn bị phát sóng khiến khán giả thích thú. Mới đây, ekip chương trình sao nhầm ngủ tiếp tục nhá hàng hình ảnh sẽ được phát sóng trong tập chính tới đây và khoảnh khắc đầy tình cảm của Kỳ Duyên và Mũi Trưởng Long. Có thể thấy, Mũi Trưởng Long đã ân cần điều chỉnh súng cho Kỳ Duyên, trong khi nàng hậu thì mãi mê nhìn anh chàng quân dân điển trai này. Chưa dừng lại ở đó, ekip còn bô nợ thêm dòng trạng thái, lật thuyền, khiến khán giả bắt đầu tò mò về khoảnh khắc này cũng như màn tương tác của hậu hoàng và mũi trưởng long trong tập chính tới đây bên dưới bài đăng hậu hoàng liền nhanh chóng để lại dòng bình luận đăng lên fanpage sau nhập ngủ cho mọi người xây thuyền mới anh ơi dòng bình luận của hậu hoàng nhanh chóng khiến khán giả đổ xô vào trêu đùa cô nàng đang tỏ vẻ ghen tuông sau khi nhìn thấy mũi trưởng long bỗng dưng đổi tính đổi nết thân thiết với kỳ duyên ngay từ khi sau nhập ngũ phát sóng, thuyền mũi trưởng Long và hậu hoàng đã nhận được sự yêu thích rất lớn của khán giả. Việc đẩy thuyền cặp đôi không chỉ đơn phương từ phía dân mạng, ngay cả nhân vật chính cũng thường có những động tác tung thính cho nhau trên mạng xã hội. Thậm chí, anh chàng quân nhân Nguyễn Việt Long cũng gần như phủ sóng các bài viết liên quan đến hậu hoàng. Ngay trên trang cá nhân khiến cư dân mạng vô cùng thích thú và mong chờ cả hai sẽ công khai mối quan hệ ngoài đời thật. Hậu hoàng hết đẩy thuyền mũi trưởng Long với Kỳ Duyên lại ghen ra mặt vì Khánh Vân đem mũi trưởng làm mái nhà. Hậu hoàng đã có những chia sẻ biểu cảm lầy lội khi các đồng đội khen mũi trưởng Long tập chính sau nhập ngũ chứng kiến những khoảnh khắc cực kỳ xúc động khi các nữ chiến binh phải vượt qua nguy hiểm sử dụng đạn thật mìn thật để thực hiện các thử thách là chỉ huy trực tiếp 6 cô gái mỗi trưởng long luôn sát cánh hỗ trợ mọi người khi xuất hiện khó khăn trước sự tận tâm của mỗi trưởng cả sáu nữ chiến binh vô cùng cảm kích sau khi hoàn thành các thử thách các chiến sĩ có dịp ngồi lại trò chuyện cùng nhau kỳ duyên chia sẻ đồng chí long tuy trông rất khó tính gây gắt nhưng xảy ra chuyện thì còn lo hơn cả con Nhìn vào mắt đồng chí Long thấy rung lên bần bật nên mình cảm thấy rất thương Trước câu nói của Kỳ Duyên Hậu Hoàng lập tức triêu nàng hậu Đồng chí Kỳ Duyên vẫn chạy nhưng vẫn nhìn được vào mắt đồng chí Long Khánh Vân khi đó cũng đồng tình với Kỳ Duyên Bình thường đồng chí Long nhìn rất sợ Anh ấy làm cho em rớt nước mắt mấy lần Nhưng lúc đi tập với chỉ huy trưởng khác Em cứ Anh Long đâu rồi Không phải anh Long hả Em như tìm bố mình vậy dù anh ấy rất nghiêm khắc Cảm giác như mất anh là mất đi mái nhà bảo vệ Hậu Hoàng miếu máu khi nghe Khánh Vân ví mũi trưởng như mái nhà. Trước khi vào đây nó bảo em là mái nhà của nó, mà khi vào đây rồi nó lại bảo anh Long là mái nhà bảo vệ nó. Nó không còn coi em ra gì nữa. Anh thấy chưa, bây giờ anh là biệt thự của nó luôn rồi. Sau nhập ngũ năm 2020 tập 9, Diệu Nhi mang theo bùa hộ mệnh giữa lúc súng rơi đạn lạc, bánh tráng trộn. Tưởng đang nghiêm túc hết hồn vì tiếng nổ chuẩn bị sắp tới mà cả lữ đoàn phải cười lăn cười bò vì thứ Diệu Nhi mang ra không phải là lựu đạn mà là bánh tráng trộn. Cuối tập 8, sau nhầm ngủ khép lại khi sáu nữ chiến sĩ mới đã được quá trang để cùng thực hành nhiệm vụ mới, khắc phục vật cản. Sau đó, mỗi trưởng Nguyễn Việt Long hướng dẫn thử thách mới với súng và lũ đạn thật, dùng pháo tay bắn vào lỗ đánh thông thường. Trong lúc mỗi trưởng hướng dẫn, cả sáu cô gái tỏ ra sợ hãi vì lần đầu tiên chứng kiến súng thật, đạn thật. Tỏ rõ vẻ sợ hãi nhất chính là Diệu Nhi, cô nàng còn phải ôm ngực lùi lại và tay víu lấy kỳ duyên bên cạnh vì quá sợ. Tuy nhiên, Diệu Nhi chính là người học nhanh nhạy nhất trong số các chị em, tất nhiên chỉ là học lý thuyết mà thôi. Khi được thử mẫu, trong lúc các chị em bị mắng vì cầm súng không chuẩn tư thế, thì Diệu Nhi lại khiến mỗi trưởng hoang mang vì cứ nhìn chầm chầm phía trước không có động tĩnh gì. Được hỏi đang làm gì, Diệu Nhi cho biết mình đang nhìn, nhìn mục tiêu trước rồi làm gì làm. Mỗi trưởng bạn hỏi, cứ nhìn thế súng để làm gì? Diệu Nhi vẫn hoang mang, não rơi không hiểu. Thực tế ý mỗi trưởng là dùng phần ngắm súng để nhìn đích Nhưng mãi Diệu Nhi vẫn không hiểu ra Tới phần thực hành thử thách với súng thật, đạn thật Hậu hoàng sợ hãi, Khánh Vân hoang mang Dung Hoàng Yến bật khóc vì không hoàn thành nhiệm vụ Các cô gái dần rơi vào trạng thái xấu Tuy nhiên, vẫn như mọi lần Diệu Nhi mà lên sàn thì tất cả từ khóc cũng phải bật cười Chuyện là trong lúc lấy pháo từ trong túi áo ra để thực hiện thử thách Cả mũi đã mong chờ hành động rất ngầu này của Diệu Nhi Thế nhưng chờ mãi, đợi mãi, thứ mà lôi ra từ túi áo Diệu Nhi lại là bánh tráng chứ không phải là lựu đạn. Chuyện này khiến cho mũi trưởng lông đang nghiêm túc cũng phải cố nhịn cười. Đồng đội phía dưới thì không thể nhịn cười được, bật cười ngay lập tức. Và đương nhiên, Diệu Nhi lại bị đội editor của chương trình mần nhục với bịch bánh tráng trộn. Sau màn cười nghiêng ngã này, cuối cùng Diệu Nhi cũng cất được bịch bánh tráng đi và lấy quả lựu đạn ra, thực hiện thử thách của mình. Tất nhiên, tiếng lựu đạn nổ, tiếng súng rền vang trời cũng khiến cho gánh hài phải run rẩy, giật mình và rơi nước mắt vì quá sợ. Trong lúc Diệu Nhi thực hiện thử thách, mỗi trưởng long liên tục trấn ngang tinh thần và nhắc bài cho Diệu Nhi, đề phòng cô sợ quá quên bài mà làm sai. Thật may, cuối cùng Diệu Nhi đã thực hiện xong thử thách của mình, chỉ là để lại một rõ mi mi chất lượng khiến ai cũng phải bật cười mà thôi. Giữa lúc súng rơi đạn lạc mà Diệu Nhi vẫn còn tâm thế nghĩ đến bánh tráng trộn, quả thật là tinh thần siêu lạc quan, cô nàng còn khiến cả mũi cười lăn cười bò vì những câu chuyện nào nữa đây.